đối với người nào bố không biết, nhưng đối với bản thân bố không cần các con một cái điều gì cả, chỉ cần các con ăn chút giả mạnh, đấy là điều bố vui nhất rồi. Chứ không phải là phải có cái nọ có cái kia, các con đừng nặng nề về những cái đấy, biết chưa? Dạ vâng, bố yên tâm. Nhưng mà con là người con cũng phải biết giữ gìn, biết bảo vệ ngay từ cái điều nhỏ nhất, đừng để cái nhỏ nó xảy ra cái lớn, hiểu chưa? Dạ vâng. Ê, bố giữ gìn sức khỏe nhá, mấy hôm nữa con về, không thì là con cũng biết bố ốm mà không vào được thì cũng buồn á, nói chung là cũng mong là về thì có cả bố cả mẹ, mà con biết là bà nói là bố ốm thì thôi để mấy hôm nữa cho bố khỏe mạnh đi, rồi nhà đây ai cũng ốm cả, để mấy hôm nữa về cho nó vui vẻ. Thế thì thôi, thế thì nghỉ ngơi chăm sóc con cái chồng con ý nhá. Dạ vâng. Dạ vâng, Phương nó làm cho một khay chân gà sốt Thái này, xong hôm nay nó ngấm rồi. Ăn ngon ra phết ấy. Về hôm qua về cũng nó về xong rồi nó cũng mua cháo này, cháo gà đấy, sợ là ăn cơm không nuốt không nổi, thế là mua cháo gà làm gỏi gà. Thế là hả, cũng nhìn thì thèm lắm, ăn được mấy miếng xong rồi là nó kiểu nó khác giờ ấy bố, tại vì ở bên đấy thì là đang là buổi sáng mà mình thì là buổi đêm, thế là cái bụng nó không có tiếp thu nổi. Thế là hả, đến sáng nay còn mấy miếng cháo rồi, anh này anh ăn được 3 muỗng cháo rồi anh cũng lại đi nằm tiếp. Ừ, tôi cứ để cho nó nghỉ ngơi cho nó khỏe đi, chứ đừng vội vàng luôn nóng gì rồi đi chơi đi vậy đâu nhé, để cho nó nghỉ ngơi cho khỏe con đi nhé. Vâng, nói chung là thực ra thì cũng nôn lắm, đi về đây xong rồi anh cứ ngó ra ngoài xong rồi cũng muốn là mấy đứa trẻ con nó chơi, hàng xóm nó chơi này. Thế là hả, cũng cứ cô Bi nó cũng cứ ngó ra bảo thôi để cho đi ngủ trưa đã, bây giờ nó ngủ cũng đã dậy đâu. Thế là bảo đi xuống dưới để cho nó hít thở không khí trong lành xíu, chứ trong nhà nó cũng ngột ngạt đấy. Mà cũng cứ sợ. Tầm này chiều mát thẳng xuống như tầm nắng thì cũng đi ngại, đột ngột thì nó sốc tuy nhiệt độ. Vâng, nóng thật, nói chung là con về con cũng đổ mồ hôi nhiều quá, nó mệt người ấy. Tối hôm qua thằng này nó uống nước không là uống rồi, nó đâu có ăn uống gì đâu, uống hộp sữa xong rồi là đi ngủ đấy. Thế thôi, cứ nghỉ ngơi đi nhá, vâng. Nghỉ ngơi chăm sóc con cái cẩn thận, đừng để ốm đau nhá. Dạ vâng, thế là bố cũng nhớ là cẩn thận thì ở bên này nó còn nhiều Covid nhé, nhưng coi khỏe quán có đi lại thì khẩu trang đủ chiếc thì đeo cẩn thận con nhá. Dạ vâng ạ. Vâng, thế bố. Thế thôi, lúc nào về bố con nói chuyện nhiều cho. Vâng, vâng, thế bố giữ gìn sức khỏe nhá. Mấy hôm nữa con về. Vâng. Vâng, thế thôi con chào bố nhá. Hello cô chú, hôm nay thì mình dẫn hai bố con Kobe ra đây bơi nè. Đây là hồ bơi của trẻ con nha. Chút xíu nữa thì mình sẽ di chuyển qua cái hồ bơi của người lớn này. Hôm nay thì nó là ngày trong tuần đó mọi người, cho nên là khá là vắng. Chứ còn đâu cuối tuần là hả trẻ con đông lắm. Rồi là nhiều khi ở đây á là có người ta có trường học á mọi người, trường học họ tới đây xong rồi họ dạy trẻ con bơi nhiều lắm. Ôi tích chưa này. Hết sợ chưa? Rồi xuống với Daddy không? Chào, 1, 2, 3, nhảy. 1, 2, 3. Kobe. Hi baby. Mát nhờ. Ngày nào mẹ cũng cho Kobe ra đây bơi nha. Daddy dạy Kobe bơi nha. Mấy tháng ở Việt Nam mình xem nào có biết bơi không nào. Daddy dạy bơi nha. Anh Quýt cũng là người dạy mình tập bơi á mọi người, chứ lúc đầu là mình đâu biết bơi đâu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yeah. Go now, mommy. Go, mommy, let's go. No. Is that fine? Daddy đâu rồi, Kobe? Daddy đâu? Kobe hỏi Daddy đâu? Daddy, are you? Daddy đâu? Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
Daddy đâu rồi? Kobe, Daddy đâu? Daddy đâu? Daddy đâu? Daddy đâu? Daddy đâu? Again? Again. Again. Mommy, Mommy shark. Again. I can do that too if you can help me. Huh? I'm good. Okay. You having fun? Yeah. Kobe bơi à? Có phải Kobe đang bơi không? Phải rồi. Swim, swim, swim. Phải rồi. Swim, swim, swim. Good job, buddy. Wow, you're such a big boy. You are such a big boy. Good job, buddy. Good job. Swim, swim, swim. Đó, mấy tháng ở Việt Nam này kiểu gì em cũng biết bơi thôi. Nhà em nhở? Yucky. Good job, buddy. Yucky. Yucky. No, no, no. Yucky, yucky, no, no. Kobe ơi, no yucky. No. Kobe đạp đi, đúng rồi. Chân đạp đúng rồi. Đạp nước đi, đúng rồi. Đúng rồi, giỏi lắm, đúng rồi. So now he's learning to kick his feet. Yeah. Đúng rồi. Cái đạp chân này đó. You're weird. Kobe, ew. Ew. What? You're a weirdo. Ew. Ew. Không sao. Kobe đi mua cơm với bà ngoại không? Đi. Hôm nay thì mình sẽ ở nhà nha mọi người. Hôm nay mẹ mình sẽ dẫn anh Chris đi mua cơm tấm sườn bì chả ở dưới này. Bây giờ you go with my mom nha baby. You know what you get, right? Yep. I'm so excited. I've missed this guy's food for 5 years. Cái anh này, cái anh bán cơm này là bán ở đây lâu lắm rồi, từ cái lúc mà cái chung cư này mới xây luôn đó mọi người. Và anh ấy biết nói tiếng Anh nữa cho nên là hôm qua về á là anh Chris có đi xuống dưới xong bắt đầu là gặp anh ấy xong rồi là có chào hỏi nói chuyện đấy, hỏi thăm là bây giờ như nào rồi đấy. Nhưng mà tại vì bây giờ mình mới tắm rửa xong, mình chưa có sấy tóc các mọi người, cho nên là tóc nó còn ướt quá, anh không có ra ngoài. Bye bye mommy. Thì I'll hold them. Hello. Xin chào. Bye. How are you? Touch your hand, okay? Kobe, say hello. Say hello, Kobe. Kobe, say hello. Kobe, ơi. Come on, little monkey boy. You got the wrong foot. Silly boy. Go away, check your hand, okay? Say bye bye, hang up line. Thank you, bye bye. Bye bye, hang up line. Bye bye. Bye bye. You're so cute. Great coming up. So yummy, baby. I'm not exaggerating. I have been looking forward to this for so long. Uh-huh. This guy. Cơm tấm ở đây là the best luôn mọi người, là tuyệt vời luôn. So good. Mình ăn cơm tấm rất là nhiều chỗ rồi, từ nhỏ đến lớn rồi. Ở Sài Gòn này ăn rất là nhiều chỗ rồi mà cái chỗ này kiểu chả biết sao mà kiểu bị ghiền luôn đấy mọi người.
có thể ăn mỗi ngày cơm tấm ở đây được luôn. We can eat here every day, huh, baby? I think I should have ordered like 6. 3 for me, 4 for me, 1 for you guys. Đấy, canh cái này, anh ấy cho thêm canh nữa này. Đây là rau này, rau giá này, rồi là cái gì rau với lại đồ chua này. Đó, nước mắm này, đó, baby ơi, này, nước mắm này. Baby, want to put on a plate or do you want to eat on this? Want to? What do you think? Let's put on a plate. Okay. Easier to eat, okay? Yeah. Or maybe a bowl? Want me to get bowls? Okay. Oh, mẹ, mẹ người ta tới à? Có đây rồi. Cái máy lạnh bên đây hôm qua nó không ấy mọi người. Bà nội, bà ngoại Kobe phải thay cái máy lạnh mới. Mà nó bị hết bình hay cái gì á. Thế là hôm nay người ta tới người ta coi cho. Alright, I get the pink spoon. I call dibs on the pink spoon. Cái đó, cái that's my sixth of spoon, baby. You didn't have to tell me that. I know. I know your sister very well. Everything pink. Yeah. You see her closet? Everything. Everything pink. Em gái mình thích màu hồng. Rồi ôi, cái gì của nó cũng màu hồng hết. Oh man. Okay, let's eat, baby. Oh, yeah, put it on a bowl, huh? You want to put on a bowl? Mẹ, mẹ bỏ ra tô không? Bỏ tô ăn cho nó dễ ăn đi, ha? Lấy để bỏ ra tô hay ra đĩa? Probably chopstick, yeah. Let me go get it. Để con đi lấy mà lấy đũa. Ai biết đâu bố nó lấy cái tô ra, chắc là để ăn tô, để chan canh cho nó dễ mà. Đang sửa cái máy lạnh mọi người cho nên là phải bật quạt. Chứ không thì là cái máy lạnh ở đây nó không có đủ lạnh ấy. Ngon không? You happy now, babe? Very happy. I'm very happy. That guy should be famous. He's so good. I think he's better than Gordon Ramsay. Cái này cay nè. This is spicy đây. I love spicy. Nhưng mà chắc cũng không làm cay lắm đâu. Cái này đậm hơn thì có vẻ cay hơn. Mẹ ăn không? Không, không ăn cay. À dưới nước mắm đây, cái này không cay nè. Cái này dưới không? Ăn đi, vừa ăn vừa ấy đi chứ rồi. Nó tự xúc được mà, mẹ ăn đi. Có bia tự xúc ăn cho mẹ. Ngồi đây này nó thấp, nó có xúc. Mom, thưởng thức lại những cái món Việt Nam này. Bữa giờ mấy hồi tôi con hay gửi video ấy, với lại cứ hỏi coi hôm nay bọn con làm cái gì cơ, kiểu như là cứ xem là ngày hôm nay con làm cái gì, mẹ đang mong video của con lắm. Ở Mỹ là ông bà nội Kobe cũng đang mong video của mình lắm, cũng đang hóng xem là hai đứa ở Việt Nam làm những cái gì ấy. Ngon quá. Gái mẹ ăn đi, để nó nguội lắm. Cái đấy. Bán ơi, chú là bán dễ thương, hoang và vui tính. Con ăn mấy năm nay ha. Từ lúc mà cái chung cư này mới là người ta đã làm rồi. Món gì cũng ngon cơ, không phải mỗi cơm tấm đâu, có cả bún sườn bì chả, bún chả giò, bún thịt nướng chả giò cũng ngon. Sườn nó ướp lâu mới ướp nướng mềm ngon, thơm vừa vặn. À đây mình xin lỗi. Ngon. À đây mình tắt ra. Ngon không? Suốt ngày nó cứ phai chứ. Có bị ảnh ngon không? Con mẹ ăn dưa này. Rau dưa này ăn. Không, đổ cái tô ăn cho dễ. Ngon quá con đi.
Này ăn hết tô dễ dàng luôn nhỉ. Ừ. Bây giờ thì cần phim biết rất mỗi gì. Ngon quá. Cái này tính ra tiền đô có một mặt đô 50 sen. Cái phần ăn này 35.000 đúng không? Coi như chưa đầy 2 đô. Đây một cái phần ăn ngon như vậy mà chưa đầy 2 đô. Một cái phần này ở Mỹ là phải 11, 12 đô. Ừ. In the US. This will cost like $11 to $12. No. Ăn nước hả? Nước. Ôi, con lấy không? Lấy không? Đây, để mami lấy. Ngon, ngon, ngon. Ai mua cho em con mèo á? Có bi của Phương mua. Chị Phương. Rồi Coca mua cho Kobe không? Rồi Coca đi làm về cái là nó chạy lại nó hôn tớ hơn tấp luôn hôm qua đấy. Phương khoái nó quay video lại. Để tí nó xin cái video của Phương quay lên cho mọi người coi. Đăng lên cho mọi người coi. Coca đâu nhỉ? Coca đâu? Đi tìm Coca đi. Coca are you? Coca where are you? Coca bị nói tiếng Việt đi. Coca đâu rồi? Con bảo Coca đâu rồi? Mang đâu? Làm sao? Mũi làm sao? Oh no! Oh, owie rồi. Mommy owie rồi. À đây con đi xuống đây, xuống lấy đi. Mommy xuống lấy đi. Owie rồi. My owie. Mommy owie, kiss mommy đi. Kiss mommy, mommy owie. Ui, trời ơi, hết đau rồi. Đây được cảnh đường phố về đêm của Sài Gòn đây. Không bây giờ mới có mấy giờ? 7 giờ. Không có 7 giờ. Đông quá là đông luôn. Mình cũng muốn chạy xe máy lắm mà tại vì có Kobe á. Cho nên là thôi đi taxi đi. Book Grab á, đi cho nó an toàn. Là nhìn này nhà này 4 người đi này. Baby you saw the family on the same motorcycle. Looks so scary huh? Bố biết sợ. Kobe ơi xe gì đó? Ambulance. Ambulance, cái ambulance là xe cứu thương đấy. Like yeah, ambulance. Yeah. Probably dead. You think that Atlanta driving is crazy? Over here. Đây mọi người ơi, cái âm thanh này rất là quen thuộc luôn. Nhớ cái âm thanh này. Nhớ tiếng còi xe, nhớ cái cảnh đông đúc như vậy. Xe gì đây? Nhà mình gần với Yên Hoa Bình Tân lắm, sắp tới rồi. Đi vào trong sẽ quay kỹ cho mọi người coi nha. Đây là cái trung tâm mua sắm ở gần nhà mình này mọi người. Đó, rộng lắm. Đây cái gì cũng có, nhà hàng, quán ăn, rồi là quần áo, siêu thị. Rất là lớn luôn. Tha hồ mình đi mua sắm ha. Bây giờ mình sẽ đi vô trong để quay kỹ cho mọi người coi nhá. Và quá trời đông luôn này. Hôm nay mình lại quên không cầm cái loa đi á. Cho nên là phải nói hơi lớn xíu nha mọi người nha. Đây nó đông nó ồn ào quá. Bây giờ là em gái mình đang đi mua cho Kobe bánh mì hay cái gì đồ ăn vặt này, bread talk này. Xong rồi là mua cho nó hộp sữa này, xong rồi mẹ mình sẽ dắt nó đi ra cái chỗ khu vui chơi của trẻ con á để cho nó chơi, xong rồi là mình với lại em gái mình sẽ dắt anh Chris đi mua đồ. Đó, tại vì mọi người biết là lúc mà mình gói đồ là mình không có gói quần áo gì nhiều á, cho nên là có mấy bộ quần áo là từ hôm qua hôm nay cứ mặc đi mặc lại đấy. Hôm nay là phải đi mua mới luôn. Còn quần áo của mình thì em gái mình đã mua cho mình rất là nhiều váy vóc này nọ rồi, cho nên là để hôm khác thì sẽ dành một cái hôm khác, hôm nào đó là hai chị em đi mua sắm riêng ha. Đó mọi người thấy cái sự tấp nập ở đây như thế nào.
đông lắm, đông đúc lắm. Ôi dồi ôi, anh ta khoái rồi đấy, anh ta khoái. Nhìn thấy quá trời thứ rồi, bắt đầu tỉnh người rồi đấy. Nãy mặt buồn buồn, bây giờ mặt tỉnh rồi đấy mẹ. Đó, con khu mà bóng biết đằng kia cho tụi trẻ con là ôi dồi ôi, một nhà bóng thế này. Đây, quay quay cho mọi người coi nha. Tại vì hôm nay thì mình không có đi lâu được, bây giờ cũng hơi trễ rồi. Nó ngủ dậy trễ quá chứ không có đi lâu được. Đó, một nhà bóng cho tụi trẻ con chơi này, đó. Đó. Giờ đợi dì Phương đi mua vé nữa. Mua vé cho bà ngoại Kobe với lại Kobe vào chơi. Yo money. Đợi Phương đi đổi tiền đã. Baby, you see the ball pit over there? A huge ball pit over there. Whoa. Kobe rất là nghiêm chỉnh nha, đeo khẩu trang về Việt Nam và đeo khẩu trang rất nghiêm chỉnh nha cô chú. Này thấy mấy đứa con nít ở đây, có mấy đứa nó đeo đó. You wanna go play inside? Let's do it! Yeah. Wow, siêu dễ thương luôn này. Cái này là gì đây cả? À, cái này là tủ đồ của bé này. Không. Ôi dồi ôi, vừa chơi vừa học này, quá trời luôn. Nhưng mà người thấy làm sao mà không đông trẻ con được. Không, không đem ra đây được à? Baby, come over there. He need to wear the braces. Baby, he need to wear the braces so that he can come inside. Okay. Okay. Oh, phải đeo vòng tay á mọi người. Đeo vòng tay á cô chú mới vô trong được. Đó, đi vô với bà ngoại đi cô Bi. Nắm tay bà ngoại đi. Bố quyết nôn là nhìn con trai xem là phản ứng như thế nào trước đó. Đâu rồi? Oh baby, kiss heaven. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi qua cái khu mua sắm quần áo nha, cho bố Quyết nha. Trong đây có rất là nhiều hiệu quần áo đẹp này mọi người ơi. Để cái hôm nào mình đi riêng với em gái mình thì mình sẽ giới thiệu những cái hiệu mà trước đây mà mình hay mua nhá. Đồ vải rất là đẹp luôn. Đó mọi người thấy vì sao mà mình khó lựa đồ Mỹ là như vậy á mọi người. Bởi vì cái tướng của mình nhỏ con á, cho nên là mặc đồ hơi khó. Đồ Mỹ thì ví dụ nó nhỏ thì mặc vừa, thế nhưng nó lại bị dài quá kiểu thế. Nó không có bao giờ mà kiểu vừa hoàn hảo được hết á. Cái cam mộc ở kia, baby Ninomas này là một cái hiệu thời trang rất là lâu đời rồi, mà đồ của nam ở đây rất là đẹp luôn. Mấy cái áo mà mọi người hỏi là mua mẹ mình hay gửi cho anh Quýt á, là mua ở đâu, thì đây là cái hiệu mà mẹ mình hay mua cho anh Quýt nha. Bây giờ mình sẽ ghé vào đây để coi đồ cho anh Quýt nè. Áo thun đẹp lắm mọi người ạ. Đó lý do vì sao mọi người bảo là đừng có mua nhiều đồ ở Mỹ, về Việt Nam phải mua nhiều đồ đẹp thật sự luôn, thích lắm. The white one, baby, looks so nice. Look at this. The white one right here. Yeah. What if they have them in an extra medium? Size lớn. Đây thì bán nón này. Nón kiểu này. Giày dép quá trời luôn này. Quần áo của Kobe này. Rồi giày dép là mẹ mình cũng mua trong đây nhiều lắm. Có bạn nào bình luận vào chưa? Nhìn thấy mấy đồ mà mẹ mình mua cho Kobe là biết mua ở đâu, tại vì các bạn ấy làm việc ở trong đây. Đó thì nãy đi cũng gặp mà một cô với lại một chị kia là nhận ra tụi mình ấy mọi người, bảo mới thấy video mà đã ở nhà ở đây rồi, bảo vâng con mới về Việt Nam ngày hôm qua nên là cũng còn mệt nên chưa có đăng video nhiều á. Với lại mình về mình cũng kiểu nói chuyện với gia đình mình ấy, tâm sự rồi là dành thời gian nhiều cho gia đình mình, cũng không có thời gian mà quay video với lại edit video. Thế là hôm nay thì mới thong thả thì quay video cho mọi người coi nhá.
She said that you you buy a lot of gift for her, so she gonna buy that for you. What? You bought this for me? Oh, thank you so much. Okay, let's go shop more. Let's go. Let's go shop more. Today is for you, baby. Okay. Ngày hôm nay là ngày dành cho anh Quyết thôi. Oh, look at Tommy. Nha và na với. Trời ơi, Kobe nó sướng chơi rồi đổ mồ hôi kìa. Không quen đó đổ mồ hôi nóng. Ồ, như vậy đó. Ôi ơi, đã có bạn chơi rồi đó. Hả? Wow, he's so sweaty now, babe. Yeah. Đấy, cô chú thấy vui chưa? Baby, do they have things like this in the US? Perfect. Yeah, đi ra kia là chạy chạy nhưng bắt đầu vui vui lăn 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 lăn. Quái thế cơ. Lời lắm. Đầu tiên nó trượt, ngồi trượt trượt xuống dưới lại như cầu trượt, nhưng mà không chịu. Mấy cái đứa nó lớn lớn nó làm ngang nó lăn 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 lăn. Bắt chiếc rồi làm ngang nó lăn. Thế hả? Rồi đó, bé mãi mới được ra đây đấy. Sợ mệt quá, đỏ hết mặt lên. Bé mãi mới được ra đây đấy, cho ngồi ngủ tí đây. Đó, mãi chơi vui quá không còn về đây này. Bây giờ nhà mình tính đi ăn cái gì đó, không biết là họ còn mở không đây. Mở cửa không? Trời cũng hơi trễ rồi. Ôi, lần đầu tiên trong cuộc đời được thấy nhiều thứ thế này, nhiều bạn để chơi chung thế này. Ôi rồi, no 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 no, qua cái mặt đó đấy. Đó, ra có cá bé có bi nha. Thôi mình let's go play with red car. Đi ra uống nước nha, uống nước nha Kobe nha. Trời ơi, một cái nhễ nhãi à thôi. Rồi đi ra uống nước đi kia này. Mệt quá, mệt quá. Mẹ mệt quá. Mệt quá. Chạy theo nó đuối mà. Trời đuối chứ không đuối được. Ôi trời ơi, chạy lăn lăn luôn. Thích lắm không? Bóng mà trèo lên bắt đầu là đáp đáp bới cứ chen cả mấy đứa lớn đi. À hả? Chen vượt qua mấy đứa lớn không với lên. Khoái lắm. Mệt lắm rồi, khát nước đổ mồ hôi quá trời rồi, cho nó đi uống nước thôi, không phải là nó thiếu nước đó. Mua sữa đi, đi. Anh Chris anh ấy vẫn nhớ cái chỗ này á mọi người, bởi vì là thỉnh thoảng là ví dụ như là cuối tuần mình hay chở qua đây, xong rồi hai đứa mình ăn lẩu ở đây á. Anh bảo là nãy anh hỏi là còn bán lẩu không? Thế là đi qua đây cho anh ấy mua lẩu cho anh ăn. Cả nhà ăn đi. Chứ nãy giờ đi bộ là chắc cũng đuối lắm mà. Hôm nay chiều nay em mình ở nhà kho thịt với lại luộc rau á, ăn á, ăn thế lại còn thấy ngon miệng á mọi người. Đi xa xong rồi là hả, cái bụng nó vẫn khó chịu á, cho nên là chỉ ăn những cái thứ gì mà nó ít dầu mỡ, nhiều rau rồi ăn cái lẩu đi cho nhiều rau. Đây mình kêu thêm một phần lẩu này là lẩu 4 người nha mọi người, lẩu bò, lẩu thịt bò 4 người, lẩu kim chi thịt bò. Đó, tại tối ở nhà ăn cơm rồi xong đi vào đây một hồi đói bụng quá, thế là vô lên đây ăn luôn. Đó, nó rất là tiện lợi luôn, là mọi người ở đây có rất là nhiều nhà hàng quán ăn. Món Tây có, món Ta có, Hàn có, Nhật có, thoải mái. Đó, mà anh Quyết Sánh yêu cầu món này. Nhìn hấp dẫn ha mọi người ha. Này, phong cách phục vụ rất là tận tình luôn. Kiểu mình đi có nhiều chỗ mình thấy nhân viên rất là dễ thương, nhiệt tình luôn đó mọi người. Thấy ai ở đây cũng dễ thương hết ạ. Rồi, coi cái tướng nó ngồi này, coi cái tướng nó ngồi. Money. Ôi ra mất tiêu rồi. Money. 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 Cái thằng Kobe à. À đưa hết cho bà ngoại đó. Đưa hết cho bà ngoại đó. Ôi trời ơi. Ngoan thế, nhà Kobe ngoan á. Money. 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 Chị thấy là khoái. Money. Thôi bây giờ nhà mình đi về nha mọi người nha. Ăn uống no say rồi.
chơi vui vẻ rồi. Hôm nay Kobe cũng khá là mệt rồi. Bây giờ thì bây giờ nhà mình bắt Grab đi về đây. Thế là hôm nay bây giờ có bắt được Grab không đây? Cũng khá là trễ rồi ấy.